one more time, okay? Nice, loud, clear. One, two, three. Đây là những người mà Chúa sẽ sử dụng trong tương lai cho công việc nhà của Chúa. Xin Chúa dùng cuộc đời của các con em của chúng con trong nhà của Ngài. Xin Chúa ban ơn cho những thầy, những cô là những người có trách nhiệm để nuôi dạy các cháu được lớn lên, để là những người sẽ lo cho công việc nhà Chúa ở tại nơi đây trong tương lai. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, xin Chúa bao phủ và ban ơn đến các cháu, từng cháu một. Chúa ban ơn để đây là những nhà truyền giáo, những vị mục sư, những người lãnh đạo cho hội thánh của Chúa trong tương lai. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, xin Chúa bao phủ và ban ơn các cháu để cuộc đời của các cháu sẽ trở nên những tấm gương là ánh sáng để đem tình yêu của Chúa đến trong một thế giới bại hoại này và tối tăm này. Con cảm ơn Chúa. Một lần nữa xin Chúa ban ơn đến các thầy, các cô sẽ dạy dỗ các em trong lời của Chúa. Xin Chúa dùng lời của Ngài để nuôi nấng các em. Con cảm ơn Chúa. Con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thank you, chú cô. Come on. Thank you, cô Hà. Xin mừng năm mới, con. Xin mừng năm mới. Two hands. Yes. He said, I have so many on my hand. I have no two hands. Xin mừng năm mới. Xin mừng năm mới. Nói đi con, mừng năm mới. Ở đây nè, chú hai. We are making six petal flowers. Let's take a few minutes.
đến chiếu sáng mặt trời trên mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn cho một năm mới. Xin Chúa ngài ban ơn cho mỗi chúng con, cho chúng con biết sống lập đẹp trên Chúa mỗi ngày. Xin Chúa ra lệnh từ người một. Xin Chúa ngài dạy dỗ chúng con theo cách của Chúa. Xin Chúa ngài hướng dẫn chúng con để chúng con biết. Và những người cha mẹ, xin Chúa cho chúng con biết dạy dỗ con mình theo đường lối của Chúa. Chúng con biết có trách nhiệm nhắc nhở các em, cùng cầu Chúa hướng dẫn các em, cùng chia sẻ về đức tin với các em mỗi ngày, không phải chỉ đến nhà thờ nhưng ở nhà. Tại Chúa, xin Chúa hướng dẫn mọi chúng con, ban ơn và cho chúng con có sức để có thể dạy dỗ con em mình. Tại vì chúng con đang sống trong một cái xã hội mà có rất nhiều khó khăn, có nhiều điều chúng con dạy dỗ không tương đồng với những điều mà các em học ở nhà trường. Tại Chúa, xin Chúa là chúng con có sự khôn ngoan để biết dạy con mình cách đúng phải lẽ. Chúng con cảm ơn ngài, chúng con giao phó mỗi một em có mặt ở đây của Chúa. Chúng con cầu nguyện cho những em không có mặt ở đây được, còn ở nhà xin Chúa cũng mang lên các đặc biệt để rồi em có cơ hội đến nhà thờ của Chúa và cầu nguyện ngài. Chúng con biết ơn Chúa, xin Chúa ngài bao phủ chúng con được để chúng con biết ơn ngài và cầu nguyện. The moment that the kid have been waiting for is to do what? Samuel! Woohoo! And then mommy have the... This is a big $10! I didn't even put the name. Oh, I don't even put the name, so I don't even know. Oh, this is for Jihai for the Valentine. And this is for Samuel. Yay! Okay, the red bag. And then this is for Tate. Tate, look. And this is for Ba. For Daddy. Mommy, for the Valentine. This is mine. Yay! Wow, look at all the red envelopes. Oh, I have to tell me what. No problem. Wow, Samuel, you richer than mommy. Chúa ban cho con mỗi ngày.